Yo yo, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của OMG Central và mình là Tuấn Vàng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một cái tựa game đang rất hot ở bên nước ngoài có tên là Frame Armor. Dịch ra tiếng Việt theo cái cách mà mình hiểu ấy thì có nghĩa là giấc mơ cầm súng của những cô gái. Thì tựa game này nó bắt nguồn từ cái game gốc là Frame Arm của Kotobukiya. Đây là một cái thể loại game nhập vai hành động, biến các cái robot thành những nhân vật nữ dễ thương. Sau đó thì họ sẽ khám phá những cái ải, những cái map, bắn nhau, bắn quái vật, các thứ ở trong game anh em ạ. Và ở trong cái game này nó sẽ có rất là nhiều map đấy anh em nhé, có từ map châu Âu đến map châu Á luôn. Rồi và không để anh em chờ lâu nữa thì mình sẽ vào mình review về cái tựa game này cho anh em xem luôn. Và mình sẽ thử chơi một vài game nhé. Rồi ok, và đây chính là cái trang web của cái dự án game Frame Armor. Thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu qua xem em trong trang web này nó có những cái gì anh em nhé. Đầu tiên ấy thì trang web này họ giới thiệu về những cái nhân vật ở trong game là những cái NFT hoặc là những nhân vật miễn phí mà họ cho anh em vào chơi lúc ban đầu nhé. Đây anh em có thể bấm vào từng loại nhân vật một và nó sẽ có từng những cái kỹ năng khác nhau. Này, con này thì nó sẽ có giật sét, bắn súng rồi ống ngắm à. Mỗi con nó sẽ có những cái đặc tính nó khác nhau. Đấy, và các cô gái ở trong game này thì game Nhật mà anh em, nhìn rất là sexy luôn. Toàn mặc váy ngắn cún cỡn thôi. Đây còn đây là phần trailer, lúc đầu mình đã cho anh em xem rồi. Ngoài ra thì ở trên cái web này ấy, thì họ cũng public thêm những cái sự kiện mà đang diễn ra hoặc là sắp tới mới diễn ra. Thì anh em tham gia vào những cái sự kiện này để có cái cơ hội mà giành được NFT này, giành được gem, giành được gold và cái vé chọn nhân vật ở trong game anh em nhé. Còn về cái phần vé chọn nhân vật và game gold này thì một lát nữa mình vào chơi game thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em, chỉ cho anh em thấy là nó có những cái tác dụng gì anh em nhé. Hầu hết là toàn các cái sự kiện chứ cũng không có cái gì gọi là giống như những cái dự án khác. Nó vẽ rất là chi tiết, vẽ toàn màu hồng thôi. Còn dự án game này mình thấy nó cũng rất là bình thường, nhưng mà vào chơi game phát thì mình choáng ngợp luôn. Đấy, còn về cái lộ trình năm 2023 thì bởi vì cái game này ấy, nó là bắt nguồn từ một cái game truyền thống, cho nên là năm 2023 này họ chỉ việc là lấy cái game đấy về kết hợp với cả blockchain phát là có game luôn. Thì năm 2023 này thì họ đã ra mắt game này, có một cái cộng đồng ở trên Discord này, sau đấy thì giới thiệu nội dung về game và tổ chức cái sự kiện đăng ký trước. Rồi cái thời gian vừa rồi ấy thì họ đã cho ra mắt cái trò chơi F-Bager và họ đã bán NFT và hiện tại vẫn đang bán NFT anh em nhé. Và cái sự kiện trò chơi và phần thưởng này. Rồi đến cái quý tiếp theo là họ sẽ cập nhật thêm những cái nội dung mới về dự án, ví dụ như là nhân vật mới này, chế độ hầm ngục này, cải tiến chức năng này, hoặc là thêm nhiều những cái sự kiện trò chơi khác. Còn ở phần cuối này thì nó có thể là gọi là thay cho một cái white paper anh em ạ. Nó là những cái câu hỏi thường gặp dành cho những mà người chơi mới, người ta vào người ta chưa hiểu là game là gì và bắt đầu chơi game như thế nào. Đấy, này, chơi game qua những quốc gia nào đây này. Thì nó chỉ có một vài những câu hỏi như này thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em có thể tạo được tài khoản để anh em vào trong game, và cũng như cái cách mà anh em có thể tải được game anh em nhé. Đây thì khi mà anh em muốn vào chơi game ấy thì anh em sẽ truy cập vào trong cái trang web này. Thì cả hai cái trang web này thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả để cho anh em vào, anh em tham khảo thêm thông tin cũng như là tải game nhé. Đây, khi anh em vào trong trang web này rồi thì anh em sẽ bấm một cái chữ là game start này. Như mình tải rồi thì nó mới hiện cái này nhá. Đây, nhưng mà mình ấn hủy thì nó mới hiện ra cái mục là download game ở dưới này. Đây là dành cho những anh em mà chưa tải game. Đấy, thì anh em bấm vào download phát là tải game về luôn. Game này nó cực kỳ nhẹ thôi anh em ạ, chơi nó rất là mượt. Và hiện tại thì họ cũng đang có một cái chương trình gọi là cái chương trình bán NFT, bán cái pack nha anh em nhé. Hiện tại thì họ có hai cái loại pack, một là cái loại pack 5 và cái loại thứ hai là loại pack 6. Thì ở trong cái loại pack 5 này ấy, thì nó sẽ có những cái con tướng như này này. Ví dụ như mình thấy ở đây là những cái con mà nó chơi kiểu dạng như là cả kiếm với cả súng là chính anh em ạ. Đây này, con này là cả kiếm cả súng này. Có con còn cầm giáo riêng thôi, không có súng luôn anh em ạ. Đây, sẽ được nhận 8 con này và giá của cái pack 5 này là 60 đô. Anh em chỉ việc bấm vào buy now. Tuy nhiên là anh em sẽ phải tạo hai cái ví. Ở trong cái doji này ấy, nó là một cái ví để chứa NFT. Là cái ví này này anh em này. Đây cái ví này. Đấy, ở trong cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà tạo ví doji cũng như là cách mà mua bán token của cái dự án game này anh em nhé. Đấy, thì anh em sẽ cần phải có một cái ví này và một cái ví để mà anh em có thể là mua token, mua NFT, sau đấy anh em chuyển vào ví NFT thì nó mới có thể vào game được. Đấy, rồi đến cái pack 6 là cũng là 60 đô luôn. Nhưng mà ở trong này ấy, thì nó sẽ có những cái con tướng, đa phần là mình thấy là đều cầm súng hết anh em ạ. Mình cũng không biết là nó khác nhau ở những cái điểm nào không, tại vì mình cũng chưa thử mua anh em ạ. Nhưng mà họ đã bán được là 48 cái pack 6 này và 57 cái pack 5. Nhưng mà trong video sắp tới thì mình cũng sẽ thử mua mọi NFT để cho anh em xem, để xem trong game ấy, bắn nó có khét hơn không. Chứ còn bình thường là mình toàn chơi miễn phí thôi. Rồi ok, và đây chính là cái giao diện game. Khi mà anh em đã tải về xong thì anh em sẽ bấm vào cái nút là Press to Start. Thì nó sẽ hiện ra ở cái trang web của anh em là yêu cầu anh em phải đăng nhập bằng cái tài khoản Doji. Thì anh em chỉ việc là anh em sẽ bấm là Start with Zip thôi.
cái đăng ký tài khoản Doxy này thì mình nghĩ là anh em cứ nên tải game về xong thì anh em bật một cái trang web lên và anh em chỉ cần có một cái email thôi, sau đấy thì nó sẽ tự hiện, anh em cứ bấm là đồng ý đồng ý đồng ý là nó sẽ vào được game anh em nhé. Đấy, và nó sẽ sử dụng cái email đấy của anh em luôn để mà anh em có thể đăng nhập vào game, cũng như là anh em sẽ chuyển NFT vào đấy. Cái email đấy thì anh em đừng dùng email trắng mà hãy sử dụng những cái email nào mà anh em để chơi game ấy, không đến lúc mà mất mail đi mà mình lại lỡ mua NFT rồi thì nó cũng khó. Đây là những cái nhiệm vụ này, hiện tại thì mình đã chơi được 4-5 ngày rồi, cứ vào phát là được điểm danh thôi. Điểm danh thì nó sẽ có cho mình vàng, cho mình mana và cho mình thêm cái ticket. Cái ticket này là để cho anh em có thể là mở ra được cái con tướng. Và vào trong game thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em có thể kiếm được tiền nhé. Đây là login reward này, anh em chỉ việc đăng nhập là sẽ nhận được những cái viên ngọc này. Và những cái viên ngọc này là mình nhớ không nhầm thì cũng là để mở tướng tiếp. Và cái giao diện web ấy thì nó sẽ có hiện là NFT nếu như anh em đã mua rồi, còn nếu không ấy thì khi anh em vào game anh em sẽ được mặc định là cho một con này. Con này là miễn phí, không phải NFT. Đấy, còn đây là phần anh em có thể làm nhiệm vụ. Anh em chỉ việc là bấm vào shortcut là nó sẽ hiện ra những cái nhiệm vụ của anh em. Còn đây là cái nhà này thì theo như mà mình hiểu nhá, là nó sẽ để cho anh em có thể là farm được cái đồng vàng, farm được những cái đồng gem và farm được cái ticket ở trong game để anh em có thể mở ra được tướng này, mở ra được những cái nhân vật phụ để hỗ trợ khi mà con tướng nó đi bắn nhau. Thì anh em chỉ việc là bấm là nhận tất cả thôi. Đây, nó sẽ nhận được này. Thì bắt đầu mình đi thì bắt đầu nó lại farm. Đây, cho con này lên ngủ đi. Cho con này ra ăn này. Đấy. Như cái nick kia của mình ấy, thì mình có 4-5 con này cơ. Tí nữa mình sẽ xoay thêm tướng cho anh em xem rồi bọn nó sẽ gọi là giao lưu ở trong này. Rồi và đây là các cái shop này. Đây và ở trong cái shop này thì anh em có thể mua thêm các cái ngọc, mua bằng tiền nha anh em nhé. Đây này. Anh em sẽ phải trả bằng cái đồng này. Cái đồng này là phải mua này anh em này. Còn cái ngọc mà game free ấy thì anh em sẽ chỉ nhận được những cái tướng free thôi. Còn đây là cái phần mà anh em có thể là chỉnh cái tướng. Đây, nâng cấp cho nó, level up này. Anh em sẽ sử dụng những cái gọi là những cái thẻ XP để anh em có thể là nâng cấp tướng lên. Đó, hiện tại thì mình mới chỉ có 2 con tướng thôi, một con cầm súng và một con cầm cái giáo. Con cầm giáo này thì mình không hay chơi kiểu cận chiến ấy, nhưng mà mình thấy nó sexy nên là mình chọn thôi. Còn đa phần là mình toàn bắn con này. Con súng này thì chơi sướng hơn anh em ạ. Còn ở đây là cái phần support card. Cái phần support card này ấy, là cái phần mà những cái con tướng đấy nó sẽ bổ trợ cho những cái con NFT hoặc là những cái con tướng free này để nó thêm đam, thêm máu. Đấy là theo mà mình hiểu như thế. Đấy, còn những cái air unit này là những cái đồ để mặc cho cái con nhân vật chính của mình. Đây này, như con này nó đang mặc những cái này. Đa phần những con nhân vật này nó đều là người máy mà, cho nên là sẽ sử dụng những cái đồ như này. Game toàn tiếng Anh, nó chưa có tiếng Việt nên là tìm hiểu nó cũng mất hơi nhiều thời gian anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ vào mình mở tướng, sau đấy mình sẽ giới thiệu cho anh em những nhân vật phụ. Đây, cái này có order được. Đây, order thì bằng cái ngọc free kia nhá. Đây là cái phần mà mình sẽ mở bốc ra để xem em mình được cái con nào, được những cái đồ gì. Con này hình như là con nhân vật hỗ trợ thôi nha anh em nhá, không phải là NFT đâu. À đâu, không phải là nhân vật đâu. Con này chỉ là mấy con bổ trợ thôi. Còn con nhân vật ấy thì mình phải mở cơ. Mình sẽ skip qua cái đoạn này. Nhận phát được 10 con này luôn. Ảo thật anh em ạ. Đây, nó chính là cái phần này này. Phần support card này, đây này. Những con này sẽ để bổ trợ cho con tướng của mình. Mình nhất định mình sẽ phải mở thêm một phát nữa để xem nó có ra con tướng gì không. Mình sẽ mất cái ngọc này nhá. À, đây này, cái này là nhân vật này anh em này. Đây, mình sẽ ra mình xem. Đúng rồi. Cái này là nhân vật đấy. Đâu, mình ra xem cái túi của mình xem nào. Chuẩn luôn. Rồi mình sẽ mở tiếp nhá. Không đủ anh em ạ, thì như là chỉ được một phát thôi. Còn phát là 150 thì mình mở được 2 phát nữa. Hôm nay mở đen ấy, mở bên kia phát được 2 tướng luôn anh em ạ. Không được gì luôn. Cho xin một tướng đi. Không có luôn. Thế là mất gần 2.000 anh em ạ. Đen chưa. Đây, lại vào làm nhiệm vụ để mà nhận tiếp cái đồng gem nha anh em nhé. Sau đấy lại đi mở tiếp. Con kia với con này khác gì nhau. Con này chỉ gọi là thay quần áo thôi đúng không?
Đâu để mình sẽ thử vào mình chơi một game cho anh em xem. Rồi khi mà anh em vào chơi game, anh em sẽ bấm vào battle nhé. Đấy, chọn map thì ở đây này, hiện tại nó có 4 map. Map này là map Nhật đấy anh em này. Còn map này map đường phố này. Còn đây như là vào trong một cái nhà máy hay sao ấy. Trước mình có test hết các cái map rồi thì mình thử vào chơi cái map Nhật này xem. Đấy, rồi bây anh em sẽ chọn nhân vật này. Đây thì mình sẽ thử luôn con nhân vật mới nhé. Đấy, sau anh em sẽ bấm select. Sau đấy thì anh em sẽ chọn thêm các cái con nhân vật hỗ trợ. Đây, con này đam to phết đấy. Mình cứ nghĩ là nó chỉ được đổi màu thôi. Nhưng mà thêm vào như này thì mình thấy đam nó không nảy lên nhiều quá nhỉ. Đấy, sau đấy anh em sẽ bấm vào là start battle. Phát là vào game thôi. Và khi mà anh em chơi game ấy thì anh em sẽ sử dụng cái bàn phím là cái nút WASD. Đấy, còn đầu game này thì anh em sẽ chọn chọn cái đồ để cho anh em có thể dùng. Ví dụ như đây này, đây là order support file này, có nghĩa là nó sẽ có một con người máy nó đứng ở trên vai mình, nó là một cái máy bắn hộ mình, gọi là bắn phụ hỗ trợ mà. Còn những cái này thì mình phải dịch ra cơ bởi vì nó rất là nhiều đồ anh em ạ. Time bomb nghĩa là bom hẹn giờ đúng không? Bom hẹn giờ. Thì thôi mình chọn order đi. Thế là vào game thôi. Nói chung là game này bắn thì mượt anh em ạ, mượt lắm. Game blockchain như này là mình cũng cảm thấy là nó ngon dần rồi. Đấy, anh em dùng chuột trái. Con này bắn yếu hơn con kia thôi. Cái nút cách là để cho anh em có thể là chạy nhá. Cái chuột phải con này là cái gì đấy ta? Chuột phải là đánh gần anh em ạ. Thế cùi 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 cùi. Cùi cùi cùi. Thế mình sẽ thoát. Mình sẽ thoát cái game này ra để mình vào test con kia, con này bắn cùi quá. Mình bắn quen con kia hơn. Đây mình sẽ chọn con này. Con này đang bé hơn nhưng mà mình chơi con kia chưa quen nên là nó không 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 thuận tay. Ba viên à, chip ở shot à, đạn một viên. Đạn này có bom này, hay mình lấy đạn này đi, ba tia không chắc không không ăn thua. Đây con này bắn nó phải sướng như này chứ anh em, đúng không? Mình thấy con này miễn phí mà chơi nét cực kỳ luôn. Anh em sử dụng nút cách để mà di chuyển sang mục tiêu mới nhé. Còn vào gần của nó thì là sẽ bắn đạn to. Ui, ui. Chọn chọn quả đạn bom này đúng là không sai tí nào. Đấy, sau khi mà anh em qua được map ấy thì anh em sẽ bấm nút E ở tại cái vị trí mà nó hiện ra một cái cổng mới. Cứ ấn E thôi là qua nha anh em nhá. Nhờn. Nó còn có cả một chiêu cuối nữa cơ. Nhưng mà đây là chiêu cuối là cái nút F này, đang hồi 54%. Có nghĩa là anh em cần phải bắn. Sau đấy thì nó sẽ hiện ra cho anh em. Còn cái nút chuột bên phải ấy, thì lúc nào hầu như mình thấy nó cũng có. Nó hồi rất nhanh. Hôm trước đánh thì qua được màn 3. Hôm nay không biết là như nào. Được nhận 20 máu này. Và cái gì đây nữa, 2% máu, 20% máu. Đấy, trước khi qua một cái map khác thì nó sẽ cho anh em vào chợ. Ví dụ như máu mình mà hết rồi ấy, thì họ sẽ cho anh em mình mua máu, mua bằng cái đồng ép này. Đây. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể bán những cái đồ này đi. Ví dụ như anh em không cần cái này đúng không, thì anh em có thể bấm vào đây để bán đi. Đấy, và sau khi bán thì anh em sẽ nhận được tiền này và để anh em có thể mua lại những cái đồ khác ở trên này. Đây này, ví dụ như mình thử mua cho anh em nhé, mua cái này đi. Đấy, rồi bấm exit là vào game. Nhưng mà cái này nó chỉ là cái màn một thôi nha anh em nhé. Nhơn nhơn nhơn.
Nhưng ông nào mà bắn đột kích với cả bắn half-life hay là PUBG các thứ là chơi game này đúng hạp luôn. Bây giờ mình có 135 thì mình sẽ mua một cái con support đây. Mình sẽ mua một con support. Đấy. Để mà đi đánh boss cho nó dễ. Nó sẽ bổ trợ mình nó bắn. Đây này, anh em thấy cái con bay bay cạnh mình không? Trailer của boss. Con này nhanh nhá anh em nhá. Mình chưa lần nào mình vượt qua được con boss Nhật này luôn. Ảo luôn. Mình sẽ thử cho anh em một phát ép này. Nhờn. Trong lúc mà mình sử dụng ép ấy thì mình sẽ có giáp. Nhờn. Chắc là qua đấy. Chắc là qua đấy. Đấy ạ, à, anh em thấy nó búp chạy nhanh không? Nhờn với cậu à? Tự dưng hôm nay làm video lại qua được cái map này. Đây đây là màn 2. Màn 2 thì bọn này kiểu trâu hơn tí, dày máu hơn đấy nhá. Ui 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 con này điên à? Châu đấy. Qua đây bắn hai con này đã anh ạ. Cái lướt của mình ấy, nếu mà bọn nó mà nhẫm qua nhé là nó sẽ kiểu bị thiêu đốt. Nhơn nhơn nhơn. Con này trâu thế. Đứng cầu để bắn sao chúng ta. Hoài phết đấy. Nhường, nhường, nhường. Nói chung là nếu mà muốn qua những cái ải cao hơn ấy thì anh em sẽ, mình nghĩ là chắc phải vẫn phải mua ấy, NFT. Chứ còn nếu mà chơi chay như này thì những con tướng này bắn nó đam nó hơi yếu. Mình nghĩ là NFT đam nó sẽ to hơn. Với cả là NFT thì nó sẽ dễ rơi ra những cái con support hoặc là những cái con tướng. Nó là NFT. Cái cơ chế kiếm tiền của game này ấy, nó không có trao đổi mua bán gì token hết. Token chỉ để mua NFT thôi. Đấy, còn cái việc mà anh em kiếm được tiền thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là anh em sẽ nâng cấp cái con tướng này lên và nâng cấp những cái con support kia lên để cho anh em có thể là bán được NFT. Ở trong game này nó có cái cơ chế gọi là nâng những cái con bình thường lên được thành NFT nha anh em nhé. Nhưng mà mình nghĩ là chơi miễn phí thì vẫn là khoai rồi. Game file nào là thế. Nếu anh em muốn chơi thì anh em có thể là mở cái pack ra, pack nó có 60 đô thôi. $60 mà vớ vẩn mở được con hiện tại trên chợ và nó cũng đang giao bán 1-2 nghìn đấy. Không biết là giá thật hay là giá các ông thích để nào bán. Thích để nào để. Được chưa? Nhờn với cậu à? À.
Ai à, ai à, ai à, có vẻ trâu đấy. Trâu đấy, trâu đấy, trâu đấy. Cái nút F ấy thì anh em hạn chế sử dụng, bởi vì mình nghĩ là cái nút F thì nên để cho bot thôi. Anh em cứ sử dụng chuột trái chuột phải là ok rồi. Không chạm nó vào người. Ai à, ba viên à, ba viên à, ba bom. Nhơn 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 nhơn. Ui khỏe phết đấy anh ạ. Mình cứ chọn nó thêm đạn là bú. Cứ lướt là có cả khiên, cứ lướt là có cả lửa dưới chân. Các con vợ đi vào phát là phỏng chân ngay. Nên mua thêm máu để mà vào trong chơi boss không ta? Chắc là cứ mua đi. Thêm cái gì không? Có 100 cái này à? Mua đi. Ua. Đâu? Nhà. Ua, em dòng robot à? Ua, khỏe khỏe như này đánh đánh được gì ba? Lướt. Nhờn với cậu à? Một con đi. Đấy, con bên này bắn đau này. Nó đi. À, còn mỗi mình mày thôi thì. Ơ à. Con boss 2 này lại dễ nhỉ. Ui. Khó đấy, khó đấy, khó đấy nhỉ. Khó, 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 khó. Khẻ lửa như này. Thôi đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đừng đi. No. Ui. Mày giết được nó một máu ạ. Còn đúng một máu. Ảo chưa? Thế thì cái map 3 này là mình khó qua rồi. Nhờ cậu, nhờ nó cậu à.
Châu à? Châu à? Châu bắn lâu cũng chết. Phạt chết luôn. Lẽ ra là phải đi được chợ để mà mua máu ấy nhỉ. Đấy thì sau khi mà anh em chơi game xong ấy thì nó sẽ có những cái phần thưởng, ví dụ như là vàng này, ví dụ như là các cái tích kịp hoặc là những cái đồ để cho cái con nhân vật của anh em có thể là mặc được. Đấy. Chơi nó rất là dễ thế thôi, nhưng mà khi mà mình quay video ấy, thì cái game này nó có vẻ hơi lag, nhưng mà nếu như anh em mà tải game về anh em tự trải nghiệm ấy thì mình chắc chắn với anh em luôn là nó sẽ rất là mượt mà nha anh em nhé, không bao giờ lag giống như video của mình luôn. Đấy, và anh em chịu khó làm các cái nhiệm vụ, sau đấy thì sẽ zone ra tướng rồi thì anh em sẽ nâng cấp nó lên. Đây, những con này anh em đều nâng cấp được nha anh em nhé. Đấy, những con nào nó có khả năng nâng cấp được lên NFT ấy, thì anh em đều có thể bán được hết. Và game này chỉ trao đổi giao dịch NFT thôi, chứ nó có chưa có những cái chế độ ví dụ như là anh em có thể vào solo với nhau hoặc là cá cược token đâu, chưa có. Chỉ có mỗi cái là vượt map để cho anh em có thể là kiếm được NFT. Thế thôi. Rồi ok, đây là toàn bộ cái video ngày hôm nay về cái dự án Frame Amger. Mình review chỉ đem lại mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư anh em nhé. Và nếu như anh em thấy cái video này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận sớm nhất những cái thông tin mới nhất về những cái dự án game file trên thị trường anh em nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.